Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh là nghị quyết nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho thành phố Hồ Chí Minh khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh để thành phố phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tại hội nghị lần thứ 21 mở rộng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nghị quyết 98 tạo điều kiện thuận lợi để thành phố thực hiện sứ mệnh phát triển trong giai đoạn tới. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực để đưa nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng vào cuộc sống. Nghị quyết 98 có 12 điều, 44 cơ chế chính sách, 7 lĩnh vực gồm quản lý đầu tư, tài chính ngân sách nhà nước, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, quản lý khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức. Cụ thể như sau. Về quản lý đầu tư, được bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, được thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, được sử dụng ngân sách địa phương triển khai dự án đầu tư công độc lập, được mở rộng lĩnh vực áp dụng đầu tư theo phương thức PPP, được áp dụng hợp đồng BOT đối với dự án công trình đường bộ hiện hữu, được thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng BT thanh toán bằng tiền từ ngân sách thành phố. Về tài chính ngân sách nhà nước, được quyết định phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn, trừ án phí, lệ phí tòa án và các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương, hưởng 100%. Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm này. Quy định về cơ chế chính sách khơi thông nguồn lực cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, HFIC, gồm tăng vốn điều lệ từ nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân thành phố làm đại diện chủ sở hữu, được bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được HFIC cho vay, được quyết định việc thu tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cho phép thí điểm cơ chế tài chính thực hiện biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, được giao dịch với các nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Ngân sách thành phố được hưởng 100% và toàn quyền sử dụng nguồn thu này. Cho phép sử dụng các mái nhà của các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Về quản lý đô thị tài nguyên môi trường, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 hectare, được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, đô thị, chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và các quy định về chính sách đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn các công trình công cộng trên đất do nhà nước quản lý, nhà đầu tư đang thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Về thực hiện chuẩn bị thu hồi đất có quy mô từ 300 hectare hoặc có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, được ban hành chính sách và sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ việc chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế ùn tắc giao thông. Về ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, danh mục các ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, các điều kiện ưu đãi và nghĩa vụ của nhà đầu tư. Về quản lý khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, quy định miễn giảm thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này. Về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố, được thành lập Sở An toàn Thực phẩm, được quyết định cơ cấu số lượng cán bộ công chức tại các phường, xã, thị trấn, quy định việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường. Về tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức, gồm các quy định về việc giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định phê duyệt dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức được phân cấp ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Tổ chức bộ máy, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền của thành phố Thủ Đức. Số lượng cấp phó của Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố. Phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền của thành phố Thủ Đức.